Không ngờ phần lớn những tội phạm sừng sỏ nhất thế giới đều thuộc bốn cung hoàng đạo này. Một người chuyên tìm hiểu các cung hoàng đạo đã vừa thực hiện một thống kê và phát hiện ra rằng đa phần những tên tội phạm sừng sỏ nhất thế giới đều thuộc bốn cung hoàng đạo nhất định. Ngoài ra, còn có những điều rất kỳ lạ nữa. Có lẽ ngay cả những người không tin mấy vào chiêm tinh học cũng hơi giật mình trước khám phá mới này. Lauren Eliscovin, 38 tuổi, ở Los Angeles, Mỹ, là một tác giả và một người rất thích tìm hiểu về các cung hoàng đạo. Mới đây, cô đã thực hiện một thống kê sau khi tìm được danh sách những tên tội phạm sát thủ hàng loạt nổi tiếng nhất thế giới. Thật bất ngờ, cô nhận ra rằng những tội phạm này đều thuộc một trong bốn cung hoàng đạo, xử nữ, song sinh, song ngư hoặc nhân mã. Lauren nói, với những người không tin vào chiêm tinh học, làm sao các bạn giải thích được việc chỉ có bốn cung hoàng đạo trong một danh sách dài với những tội phạm kinh khủng nhất này? Nhưng vẫn chưa hết đâu. Một điều kỳ lạ nữa là bốn cung nói trên thì mỗi cung thuộc một nguyên tố, nhân mã, nguyên tố lửa, song sinh, nguyên tố khí, song ngư, nguyên tố nước và xử nữ, nguyên tố đất. Trong danh sách tội phạm sừng sò thì Lauren thấy rằng cung xử nữ xuất hiện nhiều nhất. Chẳng hạn, Edgin và Albert DeSavo, đây đều là những sát thủ hàng loạt, đều thuộc cung xử nữ, một cung vốn được biết đến là rất chú ý đến các chi tiết. Lauren nhận xét, xử nữ là những người cầu toàn, nên những tội lỗi mà bọn họ gây ra đều được che giấu kỹ đến từng chi tiết. Cung xuất hiện nhiều thứ hai trong danh sách là song sinh, sau đó là song ngư. Một số nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng điều này có thể hiểu được, vì những người thuộc cung song ngư thường kìm nén cảm xúc, rồi đến một thời điểm sẽ dễ bị bùng nổ. Trong khi đó, cung nhân mã nổi tiếng là bốc đồng và khó đoán. Tất nhiên, thống kê này không có nghĩa là những người thuộc bốn cung nói trên thì có nguy cơ phạm tội, mà thống kê chỉ đưa ra nhận định rằng những người với những nét tính cách nhất định, nếu bị dồn nén hoặc có thêm vấn đề về tâm thần, rối loạn tâm lý hoặc một tâm bệnh nào đó thì sẽ hành xử rất khó lường. Nhưng những điều kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đây. Lauren cũng nhận ra rằng bốn cung nói trên đều là các cung ở thời điểm kết thúc các mùa trong năm. Theo chiêm tinh học, những cung kết thúc các mùa được coi là tắc kẻ hoa, tức là có thể thay tính đổi nét rất nhanh, đôi khi còn như là đa nhân cách. Dù sao, thống kê nói trên cũng chỉ mang tính tương đối, vì vẫn còn có nhiều tội phạm sừng sò khác chưa được đưa vào danh sách mà. Thục Hân, theo nhiều nguồn tin,